Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh âm thanh của Doanh Audio. Ở trong video này thì em có một con ly của hãng Kenwood, hàng xuất châu Âu và có chỉnh EQI 7 giải riêng biệt quá nhé. Chỉnh EQI 7 giải riêng biệt ở trên âm ly. Đấy. Hàng xuất châu Âu, dòng mặt nhôm màu đen. Và trong cái video này thì em đã bán cho các bác một cơm ly là giá rất là bình dân thôi. Giá chỉ có 2.600.000 đồng và bao ship toàn quốc. Mà các bác tham quan nội thất của em đi. Đây cái phần chỉnh EQI thôi nhé, 7 giải riêng biệt này. Dòng này nó sẽ đánh 4 sổ than lớn với cái vỉ tản nhiệt dạng xương cá như này. 4 sổ than lớn thôi nhé. Ở đây thêm một cái cặp sổ phụ này. Thông số của em đi ở đây thì nó ghi là AC đa cấu điện này, 110, 120, 220 thôi nhé. Đấy, đầu 8 này, V8010 này, 400W và lắp ráp tại Singapore này. Đấy. Dòng này thì đánh loa trở kháng rất là rộng, A hoặc B sẽ là 4-16 ohm, còn A cộng B sẽ là 8-16 ohm. Dòng này các bác chơi với những dòng loa bass 25, 27 hát karaoke gia đình rất tốt các bác nhé. Đấy. Ở đây thêm cả cái loa phụ này. Đấy. Cặp loa phụ này thì nó sẽ liên quan đến cái phần công suất ở chỗ này. Đấy. AC em đã gạt sẵn sang 220 rồi, các bác về cắm phát trực tiếp điện 220 luôn. Đấy. Ở đây các cái đường analog kết nối thiết bị bên ngoài, follow dành cho đĩa than này, CD này, tab 1, tab 2 này, video 1, video 2, video 3 này. Các bác cắm cổng video 1, video 2 thì cắm cổng play in các bác nhé. Đấy, phần red out này, phần tín hiệu nó sẽ xuất ra ngoài. Đấy, tín hiệu sẽ xuất ra sang đi khác đấy các bác nhé. Đấy. Ở đây thì chỗ đài FM bắt tốt các cái tần số Việt Nam, FM 1.8 thôi, hàng xuất châu Âu này thì bao giờ cũng có FM 1.8. Dòng này thì các bác có thể đánh vào hai cặp loa bass 20 và đánh cặp loa bass 25. Cả bass 27, bass 30 của các hãng như là Peeler mà các cái dòng loa cấu hình nó vừa mà màng giấy gân vải ấy, cái dòng cổ Peeler các dòng đại loại là cái màng giấy gân vải mà nó dễ ghép ấy, thì dòng này đánh cả bass 30 đánh vẫn tốt mà nhá. Đấy. Máy móc thì vẫn là cam kết cho các bác là nguyên zin chất bãi. Tụ lồng nguồn của hãng Elna này. Còn về kích thước thì âm ly có kích thước chiều ngang 44, chiều cao 16,5 và chiều sâu 40. Và còn về kích thước thì máy còn rất đẹp các bác nhé, máy còn rất đẹp. Đấy. Chọn cầu loa AB đây và chỉnh EQI laser các bác nhé. Các bác chọn ở đây thì chọn cái phần chỉnh bật tắt EQI này, ở đây sẽ có chữ on này. Defit được không là tắt này, có chữ on đây các bác nhé. Đấy. Và ở đây sẽ là điều chỉnh lên xuống này. Đấy, giải 1 mid này, giải 1k các bác nhé, giải này giải mà khi lời hát của ca sĩ nó đẩy lên rất hay các bạn. Đấy. Đấy. Có chỉnh EQI thì các bác dễ dàng ghép loa hơn, phù hợp với nhiều dòng nhạc hơn các bác nhé. Đấy. Cái ngoài cùng thì bao giờ cũng giải bass này. Đấy. Và ngoài cùng bên trái bao giờ cũng là giải check nhé. Đấy. 7 giải riêng biệt, rất là hay luôn các bạn, chỉnh EQI. Đấy. Cộng trừ 12. Đấy. 12. Ở đây là các cái chế độ hiệu ứng về phần nghe nhạc thì các bác đặt tắt đi. Đây cái chế độ bypass này. Đấy, sau đó bypass là chế độ tắt đi để nghe nhạc hai kênh thôi nhá. Đây là vẫn âm đi thuộc dòng stereo các bác này. Đấy, stereo receiver này. Đấy. Ở đây là phần chọn tuner FM này. FM AM dò đài tuning này. Đấy. Chế độ auto dò tự động này, lưu kênh phần ở trên này các bác nhá. Đấy. Và ở đây là chế độ ba lăng cân chỉnh loa này. Muting là tạm thời ngắt loa này. Và volume tổng này, mặt nhôm màu đen các bác nhé. Hình thức còn rất đẹp luôn. Đấy. Giá chỉ có 2.600.000 đồng và giá đã bao gồm cả phí vận chuyển các bác nhé, giá rất rẻ rồi. Đấy. Đây các bác hát karaoke hay hơn các âm thanh khác, đó là có cái phần chỉnh giải mid này. Đấy. Chỉnh giải mid này, các bác nghe nhạc kể khi các bác hát hò ấy, thì các bác đẩy cái giọng hát của mình lên được này. Đấy. Đây, em sẽ đây, bật tắt EQI chưa bật đấy. Đấy rất hay luôn. Đấy. Cái giải mid nó xuống các bạn nghe rất trầm và sâu và rất hay. Vâng, chỉ với cái giá hôm nay em bán cho các bác vừa chỉ với giá 2.600.000 đồng bao ship toàn quốc cho mua âm ly của hãng Kenwood chỉnh EQI laser. Dòng âm ly vẫn thuộc dòng âm ly stereo receiver. Đấy.
2,6 triệu bao ship. Các bác mua hàng liên hệ cho em qua số điện thoại 0961 22 5 5. Chân thành cảm ơn các bác đã xem video và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.